đồng chí trong quá trình tổ chức thực hiện công tác thi hành án dân sự của đơn vị ấy, thì xin đồng chí có thể cho biết là những cái thuận lợi khó khăn như thế nào? Năm 2019, đơn vị tổng thụ lý là 622 việc, số tiền hơn 25 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ về việc và tăng hơn 14% về tiền so với cùng kỳ. Cái vất vả thứ hai, cái khó khăn thứ hai ấy, là bên cạnh đấy là một số người phải thi hành án và cái đối tượng phải thi hành án là chấp hành hình phạt tù xong ấy là bỏ đi khỏi địa phương, đấy, không về địa phương, không nơi cư trú. Do đó cho nên để xác minh phân loại và cái tìm tài sản để giải quyết thi hành theo quy định ấy, là rất khó khăn. Đấy. Một cái khó khăn thứ ba nữa là bên cạnh đấy là án tín dụng ngân hàng năm nay đơn vị thụ lý tăng đột biến. Mặc dù số lượng việc chỉ có hơn 9 việc thôi, thế nhưng số tiền nó chiếm mất 2/3, tức là hơn 15 tỷ đồng. Tài sản thế chấp cho ngân hàng ấy, thì giá trị lại rất nhỏ so với giá trị thực tế. Sau khi xử lý tài sản xong thì cái số tiền còn phải thi hành án chênh lệch so với số phải thi hành là không xác định. Và cái chỗ này là cái chỗ để mà xác định cái có điều kiện là rất khó. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là ban chỉ đạo thi hành án sự huyện đã chỉ đạo các cấp các ngành và các xã chung tay giải quyết việc thi hành án, phối hợp với chi cục thi hành án giải quyết để tạo điều kiện xác minh phân loại án và thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng cố tình không thi hành, thậm chí phải sử dụng biện pháp cưỡng chế. Thuận lợi nữa là được sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban, của các cơ quan ban ngành đoàn thể đóng trên địa bàn huyện phối hợp rất tốt. Xin đồng chí có thể cho biết rõ hơn về những kết quả nổi bật trong công tác của đơn vị trong năm 2019 như thế nào? Cái kết quả nổi bật trong năm 2019 ấy, thì như chúng ta đã biết, cái nổi bật nhất là cái số lượng việc và tiền là tăng đột biến so với cùng kỳ. Và tuy nhiên thì tiền và việc tăng, xác định nhiệm vụ chỉ tiêu, đơn vị, chi bộ đã ra nghị quyết và giao nhiệm vụ phấn đấu, và đấy là cái mốc chỉ tiêu để đánh giá phân loại công chức, cán bộ công chức cuối năm. Đấy, xác định nhiệm vụ là như thế, do đó cho nên cán bộ công chức, người lao động, chấp hành viên, chuyên viên, thư ký đã nhìn vào đấy, coi đấy là một cái chỉ tiêu. Do đó, anh chị em cán bộ công chức và chấp hành viên trong năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đã vượt chỉ tiêu. Để đạt được những kết quả như đồng chí đã nêu trên, thì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị thì cần có những yếu tố quan trọng nào? Và cái yếu tố quan trọng như chúng ta đã biết thì như năm nay chi bộ xác định ra đấy là trách nhiệm người đứng đầu theo tinh thần cái chỉ thị số 05 và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đấy, do đó cho nên chi bộ giao cho lãnh đạo, chấp hành viên và chuyên viên thư ký xác định rõ nhiệm vụ, vai trò, chỉ đạo, lãnh đạo của chi bộ, của cơ quan, của cấp ủy, của cấp trên trực tiếp, của chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ thắng lợi các cái chỉ tiêu để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi.